Thưa quý vị, bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão. Dự báo cuối tuần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh thành miền Bắc nước ta. Diễn biến của cơn bão này hiện nay như thế nào? Chị Việt Hà sẽ phân tích chi tiết. Xin mời chị. Dạ vâng ạ, bão số 3 thì hiện đang ở giai đoạn mạnh nhất. Mắt bão thì đã hình thành và khá rõ nét. Đĩa mây bão thì đối xứng. Gió trong bão hiện lên tới cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo là bão số 3 sẽ còn duy trì cường độ siêu bão trong ngày hôm nay và cả ngày mai. Đến khoảng đêm mai và sáng sớm ngày thứ Bảy thì bão sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến khoảng 10 giờ ngày 7 tháng 9 thì bão sẽ ở phía bắc của Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía đông đông nam với cường độ là cấp 13, giật cấp 16. Với hoàn lưu bão rộng, ngay từ trưa mai thì khu vực phía đông của Vịnh Bắc Bộ, trong đó có huyện đảo Bạch Long Vĩ, sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7. Sau đó đến đêm mai thì cả khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô, gió sẽ mạnh dần lên cấp 8 đến cấp 9, sau đó tăng lên cấp 10 đến cấp 12. Vùng gần tâm bão đi qua có thể mạnh cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Còn về trên đất liền, từ gần sáng ngày thứ Bảy, tức là ngày 7 tháng 9, thì vùng ven biển từ Quảng Ninh trở vào đến Thanh Hóa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 14. Còn với khu vực ở sâu trong đất liền, trong đó có thủ đô Hà Nội, thì sẽ có gió mạnh lên cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 11. Để có thể chủ động ứng phó với bão số 3 rất mạnh, thì bà con ở những khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần phải khẩn trương thu hoạch thủy sản đã đạt kích thước thương phẩm, kiểm tra, gia cố lại bờ ao, đầm chắc chắn, có khả năng chống chịu với mưa lũ. Còn đối với lồng bè, nuôi trồng thủy sản thì cần phải gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển vào khu vực kín gió, có dòng chảy. Còn đối với các bãi nuôi, ngao, nghêu cũng cần phải gia cố lại chắc chắn lưới để có thể tránh ngao, nghêu bị thất thoát. Rất lâu rồi thì miền Bắc mới đối diện với một cơn bão mạnh nên người dân cần phải tránh tâm lý chủ quan trong ứng phó. Diễn biến của cơn bão số 3 thì chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin trở lại với trường quay thời sự. Để ứng phó với siêu bão thì các tỉnh thành ven biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó ở cấp cao nhất. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp với tất cả các phòng ban, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn nhằm chủ động các phương án ứng phó với bão số 3. Với phương châm 4 tại chỗ, đến nay huyện đảo Bạch Long Vĩ đã kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn, chuẩn bị đầy đủ lương thực và thực phẩm, nước uống. Lực lượng biên phòng và thanh niên túc trực sẵn sàng ứng phó, trăng chống nhà cửa. Tỉnh Quảng Ninh hiện cũng đã triển khai phương án ứng phó với bão số 3 và mưa lớn theo phương châm 3 trước và 4 tại chỗ, tổ chức trực ban theo cấp độ rủi ro thiên tai được quy định. Nguy cơ có thể xảy ra trong bão số 3 đó là sạt lở bờ tầng và chân bãi thải đối với các mỏ lộ thiên, ngập úng đối với các mỏ khai thác hầm lò. Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các phương tiện máy móc, đặc biệt là các loại bơm công suất lớn, sẵn sàng xử lý thoát nước phòng ngừa nguy cơ ngập úng, tách nước, không để nước chảy qua các sườn tầng thải. Trong sáng nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa cũng đang khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền, kêu gọi chủ phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm. Thanh Hóa còn trên 830 tàu cá với khoảng 6.500 lao động đang hoạt động trên biển, tập trung tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ. Các địa phương và cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi và thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của siêu bão. Hiện tại thì địa phương còn một số phương tiện cũng đã trình dưỡng chuyến vào bờ và có một số phương tiện cũng được kêu gọi cũng đã vào các cái cửa lạch để ngoài cái vùng mà nguy hiểm để tránh trú bão an toàn. Những cái tàu dưới 15 mét mà không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì cái này chúng tôi sẽ có phối hợp với lực lượng chức năng để có cái thông tin cho đến các chủ tàu, để yêu cầu các chủ tàu nhanh chóng quay về bờ. Tin chúng tôi vừa nhận được, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3. Công điện nêu, sáng nay bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo từ sáng mai bão ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16.
từ đêm mai ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta, với sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 10 đến 12, giật cấp 13-14 và ảnh hưởng sâu vào đất liền, khả năng bão gây gió mạnh, nước dâng, sóng lớn trên biển và ven biển, gió mạnh và mưa lớn diện rộng trên đất liền. Bão số 3 được dự báo có cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương liên quan tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão, với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên, đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng đồng chí trong thường vụ, thường trực ủy ban trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống bão, trong đó tập trung, rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển, đảo, bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, tàu thuyền tại nơi tránh trú, khu vực có nguy cơ ngập sâu do sóng lớn, nước dâng, mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, không bảo đảm an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn, chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão lũ. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ nếu chủ quan lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.